Thông tin này được đưa ra chỉ 11 ngày sau khi chính phủ của Tổng thống lâm thời Michel Temer được thành lập. Đoạn băng ghi âm một cuộc nói chuyện qua điện thoại dài 75 phút giữa Bộ trưởng Huca với ông Sergio Machado, cựu chủ tịch công ty Transpetro trực thuộc Petrobras. Trong đoạn băng, ông Huca cho rằng cần phải hợp tác với các cơ quan tư pháp để ngừng ngay các cuộc điều tra tham nhũng và giải pháp cho kế hoạch này là phải phế truất bà Rousseff, thay mới hoàn toàn chính phủ để có thể chấm dứt các cuộc điều tra về Petrobras. Ông Huca và ông Machado đang trong diện bị điều tra do có những cáo buộc nhận tiền hối lộ trong vụ Petrobras. Vụ tham nhũng này cũng là một trong những cái cớ mà phe đối lập sử dụng để quốc hội đình chỉ chức vụ tổng thống của bà Rousseff. Ngay sau sự việc này, ông Huca tuyên bố sẽ xin nghỉ việc từ ngày 24 tháng 5 để Bộ Công Cộng xem xét nội dung được công bố. Ông này khẳng định những gì được công bố sẽ không làm ảnh hưởng tới chính phủ mới và sẽ không từ chức. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ Brazil trong liên minh cầm quyền của ông Temer hiện nay cũng đã hối thúc ông này phải từ chức. Cho tới nay, chính thức đã có 3 bộ trưởng trong thành phần nội các của Tổng thống lâm thời Temer bị điều tra. Vụ bê bối Petrobras bị phanh phui từ tháng 3 năm 2014 đã gây chấn động chính trường Brazil. Hơn 100 cá nhân chính thức bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng. Trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil. Vụ bê bối này cũng ảnh hưởng đến uy tín của bà Rousseff và cựu Tổng thống Lula da Silva, đều thuộc Đảng Lao động. Tuy nhiên, bà Rousseff và đảng của mình tuyên bố những cáo buộc trên cùng những động thái đi kèm là âm mưu đảo chính.